Vâng, xin kính chào tất cả mọi người đã đến với kênh Hoàng Tuyến Thái Bình. Hôm nay bên mình có về được một lô loa bãi bát 30, dòng loa đồng trục. Loa này đến từ một thương hiệu của Hoa Kỳ, số lượng có 10 cặp. Ở đây mình đã tháo ra để kiểm tra chất lượng của từng loa và làm clip giới thiệu đến tất cả mọi người. Trong số 10 cặp loa này thì có 9 cặp đẹp và có một cặp bị lỗi do vận chuyển. Vâng, và trước mắt mọi người, đây là những cặp loa bãi bát 30 đồng trục mới về cửa hàng nhà mình buổi chiều ngày hôm nay. Và mình đã tháo hết ra để kiểm tra chất lượng của từng loa. Và trước khi đi xem chi tiết về củ loa bát, củ loa chép và phân tần của dòng loa này thì chúng ta cùng đi tìm hiểu về thương hiệu của hãng cũng như kiểu dáng hình thức thùng. Và đây là kiểu dáng hình thức thùng. Loa thuộc kiểu dáng thùng cân, có hai lỗ thông hơi ở phía trước. Và đây là cái dòng loa đồng trục, nhưng cái thùng của nó thì khá là cao so với những cái dòng loa đồng trục thông thường. Nó cao bằng những cái loa full bình thường, chiều cao là 60 cm nên trông nó không bị lùn, và chiều sâu của nó cũng khá là sâu, nó sâu hơn 40 cm, kiểu dáng hình thức thùng. Ế căng thì bên mình đã tháo hết ra rồi. Và cái loa này nó về trong tình trạng là thùng vách thì đẹp, nó trước đây nó là màu trắng, màu nguyên bản của nó màu trắng, nhưng mà bên mình đã cho sơn lại thành màu đen, bởi vì cái màu trắng nó rất là bẩn. Nó hơi bẩn nên là bên mình đã chuyển sang thuê thợ sơn chuyển sang màu đen. Đó. Và cái ê căng mặt trước thì nó sẽ như thế này. Ê căng mắt lưới. Và có một cái điều hơi buồn ở trong cái loa này là nó bị rơi mất cái logo của hãng, rơi hết cái logo của hãng dán ở trên cái mặt trước của ê căng này. Đó, thế nên là bị mất logo của thương hiệu. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái thương hiệu này qua cái logo ở phía sau của loa này, thông số logo phía sau của loa. Lát nữa thì chúng ta cùng đi xem về thông số sau. Chúng ta cứ đi tìm hiểu về cái hãng này đã. Đây là hãng này, mọi người nhìn kỹ cái chữ này và chúng ta cùng vào Google để tìm hiểu về cái hãng này. Clarbro. Đó. Ở đây thì chúng ta cùng đi vào Google và gõ từ khóa Clarbro. Đó, chúng ta ấn Enter thì sẽ ra cái thương hiệu này. Và đây là trang web chính chủ của hãng. Đó, có rất nhiều các hình ảnh âm thanh của hãng này. Và cùng đi xem về cái thương hiệu hãng này. Chúng ta sẽ chuyển sang tiếng Việt. Quý khách nào mà quan tâm đến cái sản phẩm này thì có thể vào Google gõ từ khóa là như vừa rồi, Clipboard, thì sẽ ra cái trang web của hãng này nhé. Đây mình đã chuyển sang dịch tiếng Việt này. Đó. Đây là một công ty. Hãng này được sản xuất vào năm 1996. Đó. Và công ty chính thức được thành lập vào năm 1970, nó cũng hơn 50 năm rồi. Khá là lâu rồi. Có nền tảng về âm thanh cũng khá là lâu. Đó, mọi người có thể là vào Google để tìm hiểu về hãng này và tìm hiểu kỹ hơn. Đó. Còn đây là nguồn gốc xuất xứ này. Nguồn gốc xuất xứ. Đây thành lập này, 1996. Thành lập 1996 tại Hoa Kỳ. Và đây là trụ sở chính này. Đấy là Hoa Kỳ. Số đơn vị 15 địa điểm trên toàn cầu. Hãng này là của Mỹ, Hoa Kỳ. Và công ty hiện nay được lắp ráp thì cái dòng loa này thì cũng được đóng thùng tại Chila, Trung Quốc. Nó cũng như những cái thương hiệu lớn khác, JB hoặc là Sequin, một số dòng thương hiệu rất là lớn về âm thanh thì công ty thì bây giờ cũng đều đặt tại Chila, Trung Quốc. Hàng thì chắc chắn là làm theo tiêu chuẩn của hãng rồi. Đó, mọi người có thể vào Google nhé, gõ từ khóa, và bây giờ thì chúng ta cùng đi xem một chút về các hình ảnh của cái hãng này. Hãng rất là lớn. Hãng rất là lớn này, có rất nhiều các dòng loa, từ là loa karaoke gia đình, phòng hát hay là sự kiện ngoài trời. Đó, hãng này rất khá là lớn đấy. Và đây thì mọi người thấy là cái logo này. Logo này nó rất giống với lại cái logo ở phía mặt sau của cái dòng loa có mặt tại cửa hàng nhà mình ngày hôm nay. Đây, mọi người nhìn rõ nhé. Nhìn kỹ này. Đấy, Clipboard. Hãng này, đó là logo của hãng. Rất hơi buồn một chút là loa về trong tình trạng này khá là đẹp và chất,
Nó rơi mất cái logo thương hiệu. Còn rất nhiều các sản phẩm của hãng này, cục đẩy, loa khá là nhiều, toàn loa rất là chất. Đó, và quý khách nào quan tâm đến cái sản phẩm này thì có thể vào Google để gõ từ khóa này để tham khảo nhiều hơn về cái hãng loa này. Nó có rất nhiều sản phẩm. Hãng quá là lớn luôn, một thương hiệu đến từ Mỹ, Hoa Kỳ. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cùng đi tìm hiểu về thông số của cái dòng loa này. Ở đây là hãng này. Ở đây model VKA12, loa 12 inch, bass 30, highway. Và loa này đáp ứng giải tần 55Hz cho đến 20kHz. 55Hz đến 20kHz là giải cũng tương đối là rộng. Và một số dòng loa đồng trục thì thường thì nó chỉ đạt ở trên 60Hz đổ lên. Dòng này nó xuống đến 55Hz thì nó sẽ có cả tiếng bass đánh tương đối là sâu với cái dòng loa này. Và công suất là 350W, trở kháng là 8 ohm. Hai cổng Hughes để kết nối vào loa và link ra một loa khác. Đó, thông số kỹ thuật của loa và hãng này nhé, mọi người có thể vào Google để tìm cái hãng này. Loa thuộc kiểu dáng thùng cân, hai lỗ thông hơi phía trước. Cái loa này nó không lùn nhé, nó không lùn như những cái dòng loa khác mà nó khá là cao đấy ạ. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cùng đi xem về nội thất của loa bass, loa chép của cái dòng loa này. Thế đây là củ loa bass. Loa đồng trục thì sẽ được cấu tạo là một loa bass này, loa bass bình thường, nó cũng như cái loa bass bình thường thôi, và có một cái loa chép được bắt trên ở phía sau, bắt lên trên cái sắt từ của cái loa bass này. Nó thì gọi là đồng trục, tiếng sẽ đi theo một hướng và phóng về phía trước. Thì nó có tên là loa đồng trục. Đầu tiên thì chúng ta cùng đi xem về cái loa bass bên dưới này. Loa bass này là có từ là 19. Từ 19 côn là côn 76. Từ 19 côn 76. À, xương này khá là dày. Xương này giống với hãng BMC, kiểu dáng xương giống với BMC. Hai chấu kết nối vào loa có CD. Có CD của đài loa bass này. Cái sắt từ thì nó khá là dày, sắt từ trắng khá là dày, có hai sắt từ này. Nó rất là dày nhé. Nên từ tính nó rất là mạnh. Và bắt lên trên cái loa bass này, cái sắt từ loa bass này thì cái loa chép sẽ được bắt bởi hai con vít hai bên này. Đó, đây là cái loa chép. Loa chép thì có từ là từ 14, từ 14 và sử dụng côn 44,4. Lát nữa thì mình sẽ nhấc cái côn của loa chép ra để mọi người cùng xem về cái phần côn của loa chép. Loa khá là trông rất là gấu. Của loa bass này trông rất là gấu luôn. Và đây là cái phần mặt trước của loa bass và loa chép. Loa bass sử dụng gân vải tẩm dầu hai sóng và cái màng thì là màng giấy. Màng giấy này chúng ta sờ nó hơi nhám tay một chút nhé. Cái họng này là dành cho loa chép. Tiếng chép sẽ được đi ra từ cái họng này và sẽ lan tỏa đều ra các hướng. Cái họng này nó hình tròn thì tiếng chép nó sẽ đi ra đều các hướng, nó không như là hình bầu dục hoặc là hình nó không phải là hình hình cân, không phải hình tròn, là nó sẽ đi ra một hướng thôi, hoặc là những cái góc nó khoảng 40 độ đến 90 độ hoặc 60 độ 70 độ. Cái góc này thì với cái miệng này thì cái độ phủ nó sẽ đi rất là rộng, lan tỏa đều ra các hướng trong phòng. Cái họng này là dành cho loa chép. À, mình đã tháo cái họng này ra rồi. Bây giờ mình sẽ nhấc cái họng này ra thì mọi người sẽ nhìn được vào bên trong. Cái họng này là bằng nhựa nhé. À, đây là vẫn còn nguyên bụi này. Cái này thì bên mình sẽ tháo ra về vệ sinh sạch để trước khi bán cho mọi người. Ở đây là bên trong. Khi chúng ta nhấc cái họng của loa chép ra thì chúng ta sẽ nhìn được cả côn. Côn của loa bass. Côn này là côn nó khoảng côn 75,5 đến côn 76. Côn 75,5 đến côn 76 và côn hai lớp, lớp trong và lớp ngoài. Đó, có một lớp bên ngoài và lớp này là lớp bên trong. Côn nó khá là chất luôn. Cái sắt từ bên trong này nó vẫn còn rất là mới, trắng tinh. Keo đổ ở cái chân của côn này khá là sắc nét. Đó, tất cả còn zin, mọi người nhìn keo zin là biết ngay.
À, nhìn cái côn này khá là xịn luôn đấy, khá là chất. Và màng cũng khi chúng ta nhấc cái phễu nhựa ra thì nhìn nó rất là sâu. Nhưng cái loa này đánh tiếng bát đánh rất là sâu mọi người nhé. Còn một số dòng loa đồng trục thì nó không có bát, chủ yếu là lời thôi. Nhưng với dòng loa này thì mình khẳng định với mọi người là tiếng bát đánh khá là sâu và lời cũng rất là ngọt. Thường thường cái điểm mạnh của tất cả các dòng loa đồng trục là lời, nó rất là lợi lời. Lời loa này thì khá là hay rồi, nhưng mà cái tiếng bát nó đánh thì cũng rất là ok. Ở đây khi mà nhấc cái loa chép ra, đây là cái loa chép này. Nhấc cái loa chép ra này. Đấy, đây, cái miếng bích sắt này sẽ được bắt ở trên cái loa bát này. Đây mình đã tháo cái loa chép ra thì đây là cái phần bích sắt sắt từ ở trên cái loa bát. Còn lại cái loa bát. Thực ra các loa đồng trục thì nó cũng như như cái dòng loa bình thường thôi, có một bát một chép. Nhưng mà nó chỉ khác là nó được bắt cái chép nó bắt ở trên cái mặt sau của loa bát này thôi, chứ cũng không có gì là quá đặc biệt cầu kỳ. Ở đây là cả trên màng thì cũng có CD số, con nào cũng có CD số nhé. Là khá là nặng. Và côn là côn 75,5 hoặc là 76 gì đó, nó khoảng cỡ đó. Nhện màu vàng. Đó, khá là đẹp. Và trông nó có độ rất là chất. Và mình sẽ làm một clip test về cái dòng loa này sau. Vì hôm nay mình quay vào buổi tối và cũng hơi muộn rồi nên là sẽ không làm được clip test chất âm. Mình sẽ hẹn mọi người là mình sẽ làm một clip test chất âm của cái dòng loa này để gửi tới mọi người cùng chúng ta cùng nghe và đánh giá về cái chất âm của cái dòng loa này. Cái củ loa bát này trông khá là gấu luôn, sắt từ rất là dày, sắt từ trắng. Sắt từ này thì rất là khó oxy hóa. Và tiếp đến thì chúng ta cùng đi xem về cái nội thất bên trong là phân tần. Loa này khá là nặng, cầm một tay thì hơi vất vả một chút. À, đây là bên trong thùng này. À, cái bông tiêu âm của nó là màu trắng nhưng nó đã hơi bẩn vì bụi nó vào thì nó đã hơi bẩn một chút rồi. Nó chuyển sang cái màu màu này là màu lâu lâu rồi. Lúc mới nó là trắng tinh, nó bị bẩn, nó chuyển sang màu lâu. Ở đây là cái bộ phân tần Cosover. Phân tần thì cũng khá là to, nhưng chúng ta thì cũng không quan tâm đến cái việc là to hay bé mà chỉ cần đủ linh kiện cho loa hoạt động. Và cái điều quan trọng nhất là chất âm như thế nào, chứ cũng không cần phân tần to quá để làm gì. Cái cuối cùng là chúng ta cần là cần cái chất âm hay. À, phân tần thì trong này thì bao gồm có các cuộn cảm này. Có 3 cuộn cảm, cuộn này dành cho bát này, một cuộn này dành cho bát, tụ này dành cho bát đó, và tụ này cũng dành cho bát. Và đây là còn lại là tụ cho chép, tụ cho chép này đó, những con tụ này dành cho chép này, chở này, có 3 con chở sứ, 3 con chở sứ. Tụ thì nói chung là các linh kiện của phân tần thì cũng khá là chất. Đây con tụ này của hãng Chincap, còn con tụ này là của hãng Hicap, một thương hiệu tụ đến từ Nhật. Đây, những con tụ này của Nhật đó. Cuộn cảm này nói chung là cũng đầy đủ các linh kiện, và nói về độ to thì nó cũng tương đối là to. À, mình quảng cáo về mình giới thiệu về loa thì mình cũng không hay nói quá về các vấn đề, mà nói thật chứ nói thật nói đúng không nói quá. À, nó to hay không ấy thì cuối cùng vẫn là chất âm chúng ta nghe. Đó, chất âm chúng ta nghe có hay không thì đó mới là vấn đề, chứ không quảng cáo như là cái đĩa hay là như quyển sách quyển vở thì cuối cùng có hay không mới là vấn đề thôi. Tốn linh kiện mà không hay thì cũng không phải là hoàn hảo. Đó, bông tiêu âm thì cũng nhiều. Ở đây tất cả các củ loa thì mình đã tháo ra để kiểm tra. Có một 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 cặp, chính xác là một cặp thì có một quả bị lỗi lặng. Đây quả này bị rách hết cả màng rồi, này do vận chuyển này, nó sót ruột quá, quá phí luôn. Cái này thì bên mình sẽ xử lý và sau này thì bán thanh lý thôi, bán thanh lý cho ai mua cần loa rẻ thì sẽ bán thanh lý nhé. Rất là tiếc luôn, vận chuyển này rách hết cả loa rồi, côn tất cả đều zin, cái màng thì bị rách hết rồi.
Còn lại là 9 cặp là đẹp xuất sắc. Mình đã kiểm tra kỹ từ côn loa bát, côn loa chép. Ở đây loa chép thì cũng đã tháo ra luôn này. Loa chép, màng loa chép này. Sử dụng côn 44,4 à, có rõ series số này của côn. Côn dây dẹt. Khá là đẹp. Đó, côn khá là đẹp luôn. Sắt từ này, sắt từ loa chép 7 màu. Chung là đây là một thương hiệu lớn của Mỹ nên là cái các linh kiện họ làm thì cũng khá là ok. Mặc dù được sản xuất lắp ráp tại Chile, nó vẫn theo tiêu chuẩn của hãng. Đây, tất cả mình đã tháo ra để kiểm tra rồi. Côn khá là mới và đẹp. Côn bát thì tất cả cũng đều zin. Khá đẹp. Đây nữa. Đây, tất cả con zin và đẹp, mỗi con một series riêng nhé. Mỗi con cái côn chép này là một series riêng. Đó, đây nữa. Mình sẽ nhấc con này ra là đó. Mỗi con một cái series riêng, không con nào giống con nào. Đó, mọi người thấy là hàng chất nó vẫn có cái điều khác biệt. Chất âm của dòng này thì khá là hay rồi. Mình đã test chất âm của dòng này rồi và sẽ làm clip sau để test và up lên để mọi người cùng nghe về chất âm của dòng loa này. Khá là chất lượng. Và kia là những cái củ mình cũng đã tháo ra kiểm tra hết rồi. Và cái thùng của nó là trước đây nó là cái sơn màu trắng nhé, nguyên bản của nó là màu trắng. Đây mọi người thấy là một số chỗ thì cái sơn vẫn chưa được hết. Đây, nó sẽ là cái màu trắng như thế này này. Đấy, nó màu này thì nó hơi bẩn. Nó thật là màu này nó hơi bẩn. Mình cũng muốn là để cái màu zin cho nó, nhưng mà nó trắng nó bẩn quá. Nên là có nhờ anh em bên thợ sơn là sơn lại cái thùng để cho nó chuyển thành màu đen. Thì cái sơn này thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến chất âm của loa, mà chúng ta chỉ thay đổi cái màu của loa so với lại lúc đầu. Nó sẽ không ảnh hưởng gì vì đa phần là chúng ta thích màu đen. Như bản thân mình thì mình cũng thích màu đen chứ không ai thích cái loa mà màu trắng. Ví dụ như là màu ghi hoặc là màu xám thì còn được, nhưng màu trắng thì trông nó rất là hơi bẩn. Nên mình đã chuyển thành màu sơn màu đen. Thì cái đó thì nó cũng không ảnh hưởng gì. Loa khá là nặng. Đây. Tất cả đều đẹp. Gân thì còn mềm này, gân còn rất là mềm nhé, chưa cứng. Gân mềm chưa cứng và gân là gân hay sóng, cái dầu dưỡng gân này nó còn rất là dính. Và cái loa này thì độ nhạy nó khá là cao. Và so với cái dòng loa bình thường chúng ta nhấn tay vào này thì nó rất là cứng. Nó cái độ đàn hồi lên xuống của nó rất là cứng. Nhưng cái loa này thì chúng ta nhấn nhẹ nó đã xuống rồi. Độ nhạy nó khá là cao nên rất là dễ phối ghép đẩy. Nó không kén đẩy đâu. Dòng này rất là dễ phối ghép đẩy. Với dòng loa này thì chúng ta chỉ cần sử dụng những con đẩy 500W hoặc là 450W đổ lên là đã có thể ghép với cặp loa này rồi. Rất là dễ ghép đẩy. Một củ loa chép này. Chép BMC. Còn giống của hãng BMC. Ba chép này thì giống của hãng BMC nhé. Khá là chất. Sắt từ này. Phễu. Côn bát, tất cả mình đã kiểm tra hết rồi. Phần côn bát thì đều zin. Duy nhất thì có mất một cặp là nó bị lỗi do vận chuyển. Và đây là kiểu dáng hình thức thùng này. Quay lại về kiểu dáng hình thức thùng. Và chiều cao của nó là 60. Chiều cao 60, lỗ thông hơi phía trước. Nó cao bằng những cái dòng loa phun bình thường. Và chiều sâu này là hơn 40. Và chiều ngang này thì chiều ngang của loa thì nó khoảng 38. 37 38 thôi. Kiểu dáng thùng thì cũng khá là đẹp. Ở đây thì mình đã để hai cặp. Để hai cặp ở trên này. Cặp này thì có lắp ê căng vào rồi. Nó kiểu dáng sau sau này thì nó sẽ chúng ta để đứng thì nó sẽ xeo chiều này. Trông rất là chất và gấu. Giá của dòng này thì rất hợp lý, rất là dễ tiếp cận để cho quý khách có thể sở hữu được một cặp loa này.
Hôm nay mình làm clip này là cũng là ngày đầu tháng 3, ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch năm 2023. Và ngày đầu tháng thì mình sẽ để cho mọi người với cái mức giá là rất là tốt. Và số lượng thì chỉ có 9 cặp đẹp thôi. 9 cặp đẹp, không có nhiều. Và còn một cặp xấu thì sau này bên mình sẽ xử lý và sẽ đăng bán với giá thành ý để cho quý khách nào chơi với cái giá rất là rẻ. Và đây thì cái bên thợ mà buôn giao loa cho bên mình ấy, thì họ cũng hỗ trợ bên mình về cái phần logo tem của cái hãng này. Thì tìm được cái logo của hãng này thì không có nhé. Ở đây thì họ có gửi cho bên mình những cái logo cái tem này này của cái hãng Zen này, Zen này, Zen sao. Thì quý khách nào mà có nhu cầu dán cái logo này vào này thì mình sẽ dán nhé, sẽ dán vào phần ê căng. Cái này là ai có nhu cầu thì mình mới dán thôi, chứ còn quý khách nào mà không có yêu cầu thì bên mình sẽ không dán gì hết. Hàng về có như thế nào thì bên mình nói thế. Màu sơn là màu trắng thì đã được chuyển thành màu đen và nó đã rơi mất cái logo của hãng. Thì vừa rồi cái hãng này thì mình cùng mọi người chúng ta cùng đi tìm hiểu về cái hãng này rồi, thì mọi người cũng đã biết là cái loa này là có đầy đủ nguồn gốc xuất xứ, chứ không phải cái loa mà không có tên tuổi trên thị trường. Nên cái tem này này mình không tự ý mình dán vào, mà quý khách nào có nhu cầu cần dán tem hoặc là khi bán loa cho mọi người mình sẽ gửi kèm một cặp tem này cho một cặp loa. Để mọi người có nhu cầu dán thì mọi người có thể là tự dán, hoặc là bên mình, nếu quý khách có nhu cầu bên mình dán luôn thì bên mình sẽ dán vào cho quý khách trên cái mặt trước của ê căng để cho nó đẹp. Còn không thì chúng ta để chống ê căng. Đó. Và cái thùng loa này thì cũng có lỗ bên dưới để chúng ta có thể sử dụng là cắm chân cọc hoặc là sử dụng là treo ngang lên tường. Nhìn trông là khá là chất lượng rồi. Và mình sẽ làm một cái clip sau để test về chất âm của cái dòng loa này. Và trong clip này thì mình cũng xin báo giá luôn của những cái dòng cặp loa này để mọi người có thể là nắm được. Với cặp loa đồng trục này thì bên mình sẽ bán với cái giá là 8 triệu 500 nghìn đồng. Giá rất là tốt. Giá đó đã bao gồm phí vận chuyển, phí cước vận chuyển cho quý khách. Và trong clip này thì mình cũng mong quý khách ở xa khi đặt loa các thiết bị loa bên mình của các hãng thì quý khách nếu mà tạo điều kiện nhận được bằng ô tô gửi xe khách hoặc xe tải được thì tốt, vì cái loa nó rất là nặng khi gửi bên vận chuyển, các đơn vị vận chuyển Viettel, Bưu điện hoặc là một số đơn vị vận chuyển khác thì nó không được đảm bảo cho lắm. Thì quý khách nhận được bằng ô tô thì khá là tốt hơn. Mình quay lại về tất cả cái cặp loa hiện có nhà mình hôm nay. Tất cả mình sẽ bao zin 100% cho mọi người. Đã kiểm tra hết thì có một cặp nó bị lỗi thôi, còn lại là zin hết nhé. Đó, trên này là hai cặp, ngày mai mình sẽ test hai cặp này. Sẽ test cặp này để làm clip giới thiệu mọi người. Còn ở đây là những cái thùng mà có một cặp bị lỗi thì mình đã tháo ra rồi. Đó, giá là 8 triệu 500 nghìn đồng với cái mức giá khá tốt cho một cặp loa bãi đồng trục khá là chất lượng. Cái loa này khẳng định với mọi người là không hay, mình đã khẳng định là không lấy tiền, đảm bảo với mọi người là lời sẽ hay, chép ra sáng sáng và sạch. Riêng tiếng chép giải cao thì sẽ đảm bảo là sáng sạch và bát đánh khá là tốt. Riêng dòng đồng trục của cái hãng này thì mình dám khẳng định là bát đánh rất là tốt và rất là dễ phối ghép đẩy. Với cặp loa này thì chúng ta có thể sử dụng với những căn phòng khoảng 35 mét vuông trở xuống thì đảm bảo với mọi người là nghe nhạc hoặc là hát karaoke thì là thoải mái luôn. Và vừa rồi thì mình có giới thiệu đến mọi người một cái dòng loa bãi Bát 30 đồng trục đến từ một thương hiệu của Hoa Kỳ, nước Mỹ. Và quý khách nào có nhu cầu mua cái dòng loa này thì hãy vui lòng liên hệ bên mình qua số điện thoại là 0826 252 688, hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng có địa chỉ tại phố Lẻ, Hưng Hà, Thái Bình để test và xem trực tiếp sản phẩm. Những quý khách ở xa không đến được thì có thể liên hệ bên mình để đặt hàng, bên mình sẽ ship hàng tận nơi cho mọi người. Giá là 8 triệu 500 nghìn đồng, giá cước đã bao gồm phí vận chuyển. Cặp loa này thì nó khá là nặng, khi đóng gói chuyển cho mọi người thì đóng thành thùng. Những quý khách ở xa thì cặp loa này đóng xong thì nó rơi vào tầm 60 kg một cặp. Cái tiền cước thì bên mình sẽ bao ship cho mọi người.
để mọi người ngày mai là ngày đầu ngày hôm nay là ngày đầu tháng này thì sẽ có cái mức giá rất là tốt để cho quý khách có thể mua được cái cặp loa này rất là chất lượng, dòng loa bãi rất là chất lượng để chơi. Và quý khách nào quan tâm đến cái sản phẩm này và lăn tăn về cái vấn đề thương hiệu thì vừa rồi mình cũng đã nói là quý khách có thể vào Google, quý khách gõ cái từ khóa này Keller Brothers để tìm hiểu về cái hãng này. Đó, và đây nhé, cái logo đằng sau loa này mọi người nhìn, mọi người có thể chụp màn hình lại để xem cái logo này. Đấy, chụp màn hình lại để xem cái logo của hãng này. Và mọi người vào Google để gõ từ khóa này, nó sẽ ra cái logo của hãng này. Đó, quý khách tìm hiểu thêm về cái hãng này thì đó, đây. Đó, logo của hãng này. Đó, và cái logo này là được full laser nhé. Full laser đấy. Đây, tất cả này, full laser nhé. Chứ không phải là về bên mình sơn full hoặc là bên 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 bán hàng cho bên mình họ phun đâu. Đây là mình cạo luôn này. Đó. Cái này là bắn bằng laser luôn đấy. Đấy, khắc chìm khắc ở trên cái miếng kim loại luôn này. Đây, cạo thoải mái luôn nhé. Đó, chứng minh cho mọi người thấy luôn. Đó. Chữ rất là sắc nét. Có hơi buồn một chút là nó bị rơi mất cái logo thôi, còn tất cả là hoàn hảo. Vâng, và xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Quý khách xem video hãy cho bên mình xin một like. Và quý khách nào chưa đăng ký kênh, hãy vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh, đồng thời nhấn vào nút chuông thông báo để tiện cập nhật những clip mới nhất của bên mình. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người.